Chào các bạn. Người Việt thường có thói quen nặn cậy các loại mụn trên mặt hoặc trên cơ thể ở bất cứ đâu và trong bất cứ điều kiện nào. Chính thói quen xấu này là thủ phạm cho nhiều căn bệnh về da như dị ứng, sưng tấy, phù nề, nhiễm trùng hoặc nặng hơn nữa là bệnh lan rộng sang đường máu, cơ, vân vân, ảnh hưởng tới tính mạng. Mụn được coi là một ổ vi trùng ngoài cơ thể người và việc dùng tay có chứa nhiều vi khuẩn để nặn mụn sẽ càng khiến cho ổ vi trùng ấy bị viêm nhiễm, lở loét hoặc nhiễm trùng nặng. Nhiều trường hợp nặn mụn khiến sinh ra mụn đinh dâu. Mụn đinh dâu chính là loại mụn độc mọc quanh mồm, miệng và có khả năng gây tử vong cho con người. Mụn nhọt phát triển rất nhanh và thường gây đau đớn, nhất là các nốt mụn có mủ. Tự nặn mụn nhọt sai cách là một hành động khờ dại, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bạn. Sau đây là những hậu quả của việc nặn mụn nhọt sai cách mà bạn cần phải lưu ý. Nặn mụn nhọt gây tổn thương cho da. Nguyên nhân khiến mụn nhọt bị viêm, có mủ, có thể do bã nhờn, các tế bào chết và vi khuẩn tụ cầu gây ra. Khi thấy chúng qua gương, bạn chắc chắn rất muốn nặn mụn để chúng biến mất nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi nặn mụn, bạn hãy xem kỹ lỗ chân lông của bạn có đang bị sưng viêm hay không. Đừng dại dột mà nghĩ rằng da bạn vẫn ổn khi bạn cố nặn mủ da mà lỗ chân lông vẫn đang sưng đỏ. Trong lúc nặn mụn, bạn có thể vô tình khiến nang bị vỡ, làm dịch mủ thấm sâu vào lớp hạ bì, làm tổn thương mô biểu bì nặng hơn. Nặn mụn không đúng cách sẽ gây tái mụn. Bạn đã có kinh nghiệm nặn mụn nên bạn nghĩ rằng bạn đã quá hiểu về nó. Nhưng sẽ ra sao nếu nốt mụn tái phát chỉ sau vài giờ, thậm chí kích thước của nó còn lớn hơn và tình trạng còn nghiêm trọng hơn trước đó? Hoặc cạnh nó sẽ nổi thêm một nốt mụn khác nữa? Bạn không thể lường trước được mọi thứ. Nặn mụn có thể khiến cho tình trạng da bạn tệ hơn. Tổn thương không chỉ xảy ra trên bề mặt da có thể nhìn thấy, mà còn ở sâu bên dưới da, nơi bạn không nhìn thấy được. Khi các tổn thương gặp gỡ những mảnh nhân mụn hoặc dịch mủ chứa đầy vi khuẩn còn sót lại, mụn có thể bùng phát ngầm dưới da bạn. Lúc này, bạn nhất định phải đến bệnh viện da liễu khám để được các bác sĩ điều trị theo một liệu trình chuyên nghiệp. Nặn mụn nhọt có thể tạo thành sẹo và vết thâm. Nếu bạn nặn mụn liên tục, đặc biệt là mụn sưng đỏ, da bạn có thể sưng viêm dữ tợn hơn. Nặn đi nặn lại một nốt mụn nhọt có thể tạo thành bị vẩy, bị nhiễm trùng da hoặc tệ hại nhất là hoại tử da. Hậu quả mà bạn không thể tránh khỏi sẽ là một vết sẹo xấu xí hoặc một vùng da bị biến dạng. Việc nặn mụn liên tục còn có thể biến mụn nhọt bình thường thành u nang bã nhờn rất khó điều trị. Loại mụn này còn được gọi là u nang biểu bì, là những khối u nhỏ dưới da chứa đầy dịch mủ hoặc có mùi. Ngay cả khi nặn mụn không để lại sẹo hoặc thâm, da bạn cũng có thể bị chứng tăng sắc tố da sau viêm do viêm mụn gây ra. Cứ mỗi lần da bạn bị tổn thương, dù chúng có khả năng lành lại thì lớp mô cũng sẽ bị mất đi. Tổn thương trên da càng lớn, nguy cơ mất lớp mô càng cao. Đây là nguyên nhân gây ra các loại sẹo rỗ như sẹo rỗ đáy nhọn hoặc sẹo rỗ đáy vuông. Việc nặn mụn sai cách khiến cho tình trạng viêm nhiễm càng trầm trọng, mụn lâu khỏi và dễ để lại sẹo. Không những thế, việc tự ý nặn mụn không đảm bảo vệ sinh, sinh ra mụn đinh dâu rất nguy hiểm. Mụn đinh dâu nếu không được xử lý đúng cách sẽ dẫn tới biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong nhanh chóng. Đinh dâu là một loại mụn độc, thường xuất hiện ở vùng quanh miệng, môi và mép. Đinh dâu có thể gây biến chứng lan vào các xoang mặt, làm viêm tắc các tĩnh mạch trong não hoặc nhiễm trùng máu, rất nguy hiểm. Biến chứng nghiêm trọng của đinh dâu có thể dẫn đến tử vong nếu như không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Vậy mụn đinh dâu là gì? Mụn đinh dâu thường sinh ra do việc nặn mụn trứng cá, mụn nhọt không đúng cách, nhổ dâu, cạo dâu bị chảy máu, xăm môi, ngoáy mũi bằng tay gây xước, dẫn đến nhiễm trùng. Ngoài ra, tùy theo cơ địa, mụn đinh dâu cũng có thể mọc tự phát trên cơ thể. Cách nhận biết và xử lý mụn đinh dâu.
cảm thấy trên mép có vết sưng đau, nhìn vào thấy đỏ, sau đó thấy sưng mủ và có ngòi như đầu đinh. Mụn tấy đỏ và tạo cảm giác đau nhức, sờ vào vùng xung quanh thấy nóng. Trường hợp mụn nặng, cơ thể có thể bị sốt cao trên 40 độ, mệt mỏi và tinh thần bất an. Các triệu chứng trên cũng có thể xảy ra đột ngột hoặc từ từ theo thời gian và nặng dần, gây ra biến chứng nguy hiểm. Nhiều trường hợp, mụn nhọt ngày càng sưng to kèm theo nóng, đỏ và đau nhức, mệt mỏi, sốt li bì, cản trở sinh hoạt của bạn. Sau đây là một số lưu ý khi điều trị mụn nhọt. Đối với mụn thường, nếu nhất định phải nặn mụn nhọt, bạn hãy thực hiện đúng cách. Điều tốt nhất bạn nên làm khi nổi mụn mủ là để nó tự lành. Thế nhưng, nếu bạn có ý định nặn nó, ít nhất hãy nặn mụn mủ đúng cách để an toàn cho da. Các bước nặn mụn nhọt đúng cách bạn cần nên biết. Bước 1. Rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Bước 2. Khử trùng dụng cụ nặn mụn bằng cồn y tế. Bước 3. Xông hơi hoặc chườm ấm vùng da bị mụn nhọt. Bước 4. Dùng kim châm nhẹ vào đỉnh đầu trắng chứa mủ. Bước 5. Dùng bông gòn, khăn giấy hoặc băng gạc y tế bọc ngón tay của bạn lại. Bước 6. Ấn nhẹ hai bên nốt mụn, mủ để nhân mụn bật ra ngoài. Bước 7. Sau khi lấy sạch mủ, rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt, dùng các tinh chất làm se khít lỗ chân lông hoặc thuốc mỡ kháng khuẩn thoa lên nốt mụn vừa nặn xong. Lưu ý, không nên đâm quá sâu làm mụn mủ chảy máu dễ gây nhiễm trùng vết thương. Nên ấn nhẹ nhàng từ nhiều hướng để tránh tình trạng dịch mủ bị đẩy vào sâu bên trong da hơn. Không sử dụng móng tay của bạn hoặc các vật cứng chọc vỡ mụn nhọt. Tuyệt đối không cố bóp cho mủ chảy ra, không nặn nốt mụn nhọt ẩn sâu trong da hoặc chưa xuất hiện đầu trắng hoặc đầu vàng, gọi là cồi mụn. Cách xử lý khi gặp mụn đinh dâu. Khi mới phát hiện vết sưng đỏ chưa có mủ, dùng bông thấm cồn iốt từ 1 đến 3% lên chỗ sưng nhiều lần trong ngày, sau đó sử dụng kem bôi đặc trị để ngăn chặn sự phát triển của mụn. Khi đinh dâu đã có mủ, đau nhức, bạn nên đến cơ sở y tế khám và dùng thuốc theo chỉ dẫn. Trong trường hợp không có biểu hiện nghiêm trọng, hãy đợi vài ngày cho mụn chín, tự vỡ và dùng bông y tế thấm dịch lấy đinh dâu ra ngoài. Sau đó rửa lại bằng cồn iốt, tránh cọ sát làm xước vùng mụn vừa được tháo mủ. Tuyệt đối không được tự ý nặn loại mụn này sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng. Vậy những loại mụn nào được nặn và những loại nào không được nặn? Đầu tiên là đối với những loại mụn bạn không được phép nặn vì sẽ gây biến chứng nguy hiểm. Gồm mụn đinh dâu, mụn trứng cá bọc gồm nhiều ổ viêm, mụn mủ, sưng to và đau, không thấy cồi mụn. Mụn trứng cá nổi thành từng đám. Mụn xuất hiện cùi trắng, mụn mủ thường lớn và rất đau, chảy dịch hoặc mủ rất hôi. Mụn trứng cá ác tính thường xuất hiện đột ngột với triệu chứng viêm kèm sốt nhẹ, mụn có kích thước lớn và rất đau. Tiếp theo là những loại mụn bạn có thể được phép nặn. Đó là các loại mụn ở thể nhẹ, mọc riêng rẽ, kích thước nhỏ và cồi mụn khô, đen và trồi lên. Điều đó chứng tỏ mụn đã già và an toàn cho việc nặn. Nếu bạn bị nghiện nặn mụn, hãy xin ý kiến tư vấn của bác sĩ ngay. Nghiện nặn mụn là gì? Trong chúng ta ai cũng có lúc da mịn trơn như trứng gà bóc, nhưng cũng có lúc sẽ bị nổi mụn. Khi đó bạn sẽ khó tránh khỏi việc ngứa tay và nặn một vài nốt mụn. Nhưng nếu bạn bị nghiện nặn mụn, đến nỗi cứ nhìn thấy chúng là bắt buộc phải nặn ra, thì tâm trạng mới dễ chịu. Có thể bạn đã đang mắc phải hội chứng rối loạn hành vi gây tổn thương da. Những người mắc chứng này thường hay lo âu thái quá. Khi nhìn thấy trên da mặt bị nổi mụn, họ sẽ tưởng tượng ra hàng tá những hậu quả khủng khiếp mà nốt mụn ấy sẽ để lại. Sau đó hình thành tâm lý nhất định phải loại chúng cho bằng được. Việc này có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn cho da. Cách điều trị chứng nghiện nặn mụn. Khi gặp phải tình trạng này, bạn nhất định phải trò chuyện với bác sĩ và xin tư vấn cách điều trị để giải quyết vấn đề kịp thời.
Thông thường, chứng nghiện nặn mụn không điều trị bằng thuốc. Các bác sĩ thường dùng liệu pháp nhận thức, hành vi và liệu pháp đảo ngược thói quen để điều trị tâm lý cho những người mắc phải. Tất cả mọi người đều yêu cái đẹp và không ai muốn mình xấu xí do bị nổi mụn. Thế nên, để không phải điều trị hay phải tìm cách nặn mụn sao cho không bị sẹo thâm, bạn hãy tạo thói quen chăm sóc da đúng cách mỗi ngày. Mụn nhọt nhỏ có thể dùng các sản phẩm điều trị không kê đơn để chữa. Nhưng với những nốt mụn to, sưng viêm nghiêm trọng, bạn hãy chịu khó đến khám và điều trị ở những trung tâm da liễu có uy tín. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.